saw you from across the room. When our eyes met, I never knew that I could feel this way, and it's kinda strange. Don't even know your name. Đây là cái chuồng của cháu Jason mà cả nhà xúm vô hay ngồi. Cháu của Jason nó còn rất là nhỏ cho nên mỗi khi mà ba mẹ nó phải làm việc á, mình phải bỏ nó vô chứ để nó chạy lung tung trong nhà, bài ghế đồ ngã xuống đè nó nữa. Hello mọi người. Happy Thanksgiving mọi người. Chị đi ngày hôm nay thì chị Sầm mới uống bia uống rượu thôi. Tại vì một năm một ngày lễ, hai ngày lễ. Một năm chỉ có khoảng 2-3 ngày lễ ấy, thì mấy anh em ở trong nhà mới xúm lại với nhau để mà uống bia. Chứ bình thường thì chị Sầm không có uống hết. Bởi vì mình phải đi làm, cố gắng giữ cái đầu óc tỉnh táo cho nó sáng tạo một chút xíu. Hồi nãy anh của chị Sầm nói là tranh thủ chạy qua bên đây để mà ăn. Ăn xong rồi chút xíu nữa mấy anh em cả gia đình sẽ đi mall, đi uống cà phê, đi chơi ở ngoài trời đồ này nọ nữa. Tất nhiên Thanksgiving thì chúng ta sẽ ăn gà Tây. Có salad ở đây, bánh mì. Cái này là gì? Mashed potato, có nghĩa là khoai tây nghiền và ham. Rất là ngon. Và một năm chúng ta chỉ ăn turkey, ăn gà Tây một lần thôi. Bởi vì ăn gà Tây rất là ngán. Hồi nãy Jason đã quay một cái shot của cả cái bàn này rồi. Nhưng mà ông anh rể của Jason nói là chờ chút xíu để sắp xếp lại cho nó đẹp, để quay lên video nó mới đẹp. Cô của Jason có làm nguyên một thau chè Thái. Đây là cái món mà Jason thích nhất từ cô của Jason. Lúc nào có tiền cùng thì Jason cũng nói là cô làm cái món này. Mà như Sáu nấu có mình món này ngon à. Sao mày? Tao chặt chồng nên là 4 đồng. Bánh một dáng là 6 đồng, chút xíu nữa ai thua phải dẫn cả nhà đi ăn kem nữa. Đây là anh hai với chị hai của chơi rồi. Nó quay đó. Tào lao. Hello, anh có đi ơi. Ồ, bé nó nhìn này. Hello cho em hay không? Giỏi quá ha, mới bên lớn mũi bài kìa. Đúng giờ ăn tới rồi. Các bạn đã thấy cái nhân vật này trong video của Jason rất là nhiều rồi. Cảm ơn anh chị hai cho em ở với lại tạ ơn. Mình ngang ngay. Have fun. All right, bây giờ chúng ta sẽ đi mall, dẫn cả đại gia đình đi mall và đi xe của cô của Jason. Thì cái mall cũng cách nhà Jason khá là gần, khoảng 5 phút thôi. Đó là một cái outlet mall. Gia đình mình có cơ hội ngồi chung một thuyền. Hồi sáng không biết mặc cái quần xà lỏng. Và trời ngày hôm nay mưa khá là lạnh. Alright, gặp lại các bạn ở mall. Hôm nay lễ cho nên mall cũng khá là vắng. Cái lý do mà cứ mỗi ngày lễ gia đình của Jason hay đi mall là tại vì bình thường những ngày bình thường ở trong năm không có thời gian để mà đi mall, đi mua đồ. Một phần nữa là bởi vì cái ngày lễ ở bên đây không có giống như ngày lễ Việt Nam. Thường là người ta chơi với gia đình, ăn uống đồ này nọ. Nói chung là ít cái chỗ chơi lắm. Đây là một cái tiệm quần áo con nít. Cả nhà sẽ ghé vô đây để mà mua đồ cho cháu Jason. Bởi vì nó là đứa cháu đầu tiên của nhà Jason cho nên rất là được cưng, ai cũng cưng nó hết. Sáu đâu? Một cái lý do nữa mà thường người ta thường hay đi shopping những cái ngày Thanksgiving đó, là bởi vì nó sale đồ rất là nhiều. Nấu cháo cảm rồi ăn rồi nọ. Và sau cái Thanksgiving, cái ngày lễ tiếp theo sẽ là Christmas. Đó là ngày lễ Noel cho nên rất là nhiều người người ta đi shopping, người ta mua đồ, chuẩn bị đón Giáng sinh. Và gia đình của Jason cũng không ngoại lệ. Hello, hello đi nhỉ, hello. Hello, hello bảy, hello. Và ngày hôm nay cả nhà đi shopping là chủ yếu mua đồ cho mấy đứa nhỏ thôi. Bởi vì người lớn thì cũng mới mua đồ. Sẵn tiện luôn, Jason muốn chia sẻ với các bạn là những bạn nào may mắn được Jason chọn để nhận cái món quà từ Iron Fever trong cái cuộc giveaway đó lần trước, trong video trước á, các bạn hãy kiểm tra cái comment của các bạn. Jason sẽ reply, sẽ trả lời những cái comment đó của các bạn ở trong cái video. Cái đường link Jason sẽ bỏ phía dưới. Các bạn hãy vào Instagram để mà inbox, nhắn tin cho Jason. Thứ nhất là tên, số điện thoại, địa chỉ và cái size áo của các bạn. Sorry. Và cái size áo mà các bạn muốn mặc thì tự động cái nhân viên của Iron Fever sẽ gửi
những cái sản phẩm, những cái áo đó đến cho các bạn. Còn những bạn nào không may mắn được chọn thì Jason cũng sorry và hy vọng là các bạn sẽ may mắn được chọn vào trong những cái cuộc giveaway tiếp theo trong video của Jason. Và tất nhiên trong tương lai sẽ còn nhiều cuộc giveaway hơn nữa. Jason rất là thích không khí của những ngày lễ như thế này, bởi vì đây là những cái khoảng thời gian mà cả gia đình, mấy anh em, cô gì rồi tụ tập lại với nhau. Nếu như mà các bạn sống ở Mỹ, các bạn cũng hiểu rõ một cái chuyện đó là ai cũng có cuộc sống riêng, ai cũng có một gia đình riêng, một ngôi nhà riêng hết. Cho nên cái việc mà gia đình dòng họ gặp gỡ nhau rất là hiếm, rất là khó. Chỉ cố gắng gặp gỡ nhau vào những cái ngày lễ thôi, những ngày holiday. Cho nên bất cứ những cái shoot hình nào mà khách muốn đặt lịch với Jason vào đúng cái ngày holiday á, thường là Jason hay từ chối lắm, bởi vì Jason không muốn, chỉ biết đi kiếm tiền thôi. Còn cái thời gian mình dành cho gia đình thì không có nhiều. Và đặc biệt là năm nay từ khi mà Jason bắt đầu làm vlog, làm YouTube thì Jason muốn trong cả những cái ngày holiday á, Jason cũng vlog lại, Jason cũng quay video lại, để sau này chúng ta có một cái gì đó kỷ niệm với nhau. Con cháu sau này của chúng ta sẽ có một cái video của Jason trên kênh YouTube Jason NG để mà coi cái video của Jason. Thì cũng giống như là Jason rất là thường xuyên bay về Việt Nam. Nếu như một bạn chưa biết á, thì một năm Jason về đến 3-4 lần, 4-5 lần. Bởi vì bất cứ khi nào mà Jason có công việc ở bên đó hay là Jason có thời gian nghỉ, Jason cố gắng sắp xếp thời gian để mà bay về Việt Nam, spend time, dành thời gian cho gia đình. Và sẵn tiện Jason cũng muốn chia sẻ với các bạn một điều luôn, đặc biệt là những bạn photographer hay là những bạn quay video, filmmaker, thì nếu như mà các bạn có cơ hội hãy quay, hãy chụp hình, chụp ảnh với gia đình mình nhiều hơn. Bởi vì những cái tấm ảnh đó, những cái video đó sẽ là những cái kỷ niệm sau này của chúng ta. Đúng là photographer là một cái công việc mà các bạn kiếm tiền. Cũng chia sẻ thật với các bạn luôn, bản thân của Jason, Jason cũng đã mãi mê kiếm tiền với công việc photographer hay là quay video. Thì Jason cũng không có chụp hình gia đình nhiều, Jason không có quay video về gia đình của Jason nhiều. Thậm chí là ở kênh YouTube của Jason đó, tất cả những cái video mà các bạn thường thấy về tutorial, về vlog, về daily, thì trong những cái video đó thường là chỉ có bạn của Jason thôi. Đặc biệt là Huy, thì Huy là một người anh em, cũng là một người ở trong team của Jason. Cho nên cái việc mà gặp Huy thường xuyên xuất hiện trong cái video của Jason đó, nó rất là bình thường. Và nãy giờ Jason đứng nói chuyện đây thì có rất là nhiều người nhìn, bởi vì ở Texas này công việc vlogger, công việc YouTuber nó rất là hiếm. Người ta không có quen nhìn những người đứng nói chuyện với camera một mình như thế này, cảm thấy rất là weird. Và Jason cũng đã từng gặp những bạn subscriber, những bạn fan của Jason ở thành phố Dallas trong những cái chuyến đi chụp của Jason ở ngoài trời, thì các bạn có đến say hi thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì nếu như mà các bạn có thấy Jason ở ngoài đời á, các bạn cứ thoải mái đến mà say hi, chào hỏi Jason, Jason rất là thoải mái, chứ đừng có ngại. Sau ngày hôm nay, sau cái vlog này, cái ngày lễ gần nhất sẽ là Christmas, là cái ngày lễ Noel, cái ngày lễ Giáng sinh. Chắc chắn là Jason sẽ có một cái giveaway nữa, cho nên hy vọng là các bạn sẽ đón xem những cái video đó. Trong tất cả những cái cuộc giveaway của Jason đó, là Jason sẽ giveaway cả ở bên Việt Nam và cả ở bên Mỹ nữa. Cho nên các bạn không cần phải lo, có vài bạn comment ở trong những cái video trước là không biết cái giveaway đó có dành cho ở Mỹ hay không, hay là chỉ dành cho Việt Nam thôi. Thì Jason muốn chia sẻ với các bạn là Iron Fever cũng có ở Mỹ nữa, và Jason cũng ở Mỹ, nhưng mà tất cả những cái giveaway của Jason đều có ở Mỹ và cả Việt Nam nữa. Hey. Hey. Thank you, baby. Thì đây là một cái món quà vào cái ngày lễ mà cái cửa hàng này người ta muốn dành cho những khách hàng của họ. Đó là một cái thẻ gift card, bởi vì nó là một cái gọi là may mắn, lucky. Tiền thì không có nhiều, quan trọng là đó là một cái món quà mà cái cửa hàng này người ta muốn dành cho khách hàng của họ. Thì khá là vui. Ê, thấy cái dài này đẹp không cô? Vậy đó. Không có dài cho nó nữa. Quần áo thôi. Ok, để cho anh hai với chị hai ở đó lựa đồ cho ông Bi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi qua một cửa hàng khác. Chắc là Jason phải ghé qua Starbucks để mà mua cà phê, bởi vì Jason đang cần cà phê rất là nhiều. Thanksgiving là một cái ngày lễ tạ ơn của nước Mỹ, thì chỉ đặc biệt có nước Mỹ thôi. Nếu như mà các bạn ở Việt Nam này chưa biết, thì Jason chỉ muốn giải thích một chút xíu những cái thông tin về cái ngày lễ đặc biệt này. Thì thường vào ngày lễ này, những người đi làm sẽ được nghỉ làm, những em học sinh đi học sẽ được nghỉ học. Thường tất cả những cái gia đình của Mỹ họ sẽ nấu turkey, nấu gà Tây để mà ăn. Bởi vì gà Tây nó có một cái câu chuyện rất là dài liên quan đến ngày lễ Thanksgiving. Jason không thể nào giải thích với các bạn ở trong đây được. Câu chuyện của nó rất là hay. Nếu như mà các bạn có tò mò thì hãy search ở trên Google lịch sử của Thanksgiving. Thanksgiving là cái gì? Tại sao nó liên quan đến Turkey? Thì các bạn sẽ thấy được những cái câu chuyện người ta kể về cái ngày lễ tạ ơn của nước Mỹ này. Nếu như mà nãy giờ các bạn thấy Jason lúc nào nói chuyện cũng dựa vô những cái cửa kính á, bởi vì Jason muốn lấy cái light điện từ trong những cái cửa hàng nó chiếu ra một nửa cái mặt của Jason. Còn nếu như mà các bạn muốn hiểu sâu về cái light điện vào buổi tối, chụp ảnh hay là quay video vào buổi tối làm sao cho nó đẹp, chắc chắn Jason sẽ làm một cái video khác chia sẻ với các bạn những cái tip, những cái trick chụp ảnh đẹp hay là quay video đẹp vào buổi tối. Cái tip mà ngày hôm nay Jason muốn chia sẻ với các bạn là nếu như mà các bạn đi vào những cái khu có những cái cửa hàng có những cái cửa kính và đèn của họ ở bên trong chiếu sáng ra ngoài, thì hãy tận dụng những cái nguồn sáng đó
đó để làm cái nguồn sáng cho cái tấm ảnh của bạn hay là cái video của bạn. Ngay bây giờ các bạn có thể thấy thì Jason đang được lit trên sân, đang được chiếu sáng bởi một cái bóng đèn ở ngay đây. Nếu mà Jason lùi về cái tường ở bên đây á thì không có ánh sáng để mà chiếu vô mặt của Jason, nhìn rất là tối, cái video nó sẽ rất là bad. Nhiệt độ bây giờ hiện tại đang là 46 độ, khá là lạnh. Và nãy giờ chúng ta đi bộ ngoài trời khá là lâu cho nên Jason đang cảm giác rất là lạnh và dự đoán là tối nay giờ sẽ mình sấp mặt. Jason trả lời câu hỏi của bạn Nghĩa Nguyễn là anh ơi, Sony A6000 tập chụp thì mua ok không anh? Cũng giống như Jason đã từng chia sẻ với bạn là cái camera đầu tiên, cái máy đầu tiên mà Jason bắt đầu làm đó là cái Sony A6000. Nó chụp hình khá là đẹp, mặc dù nó là crop sensor, quay phim cũng khá là ok. Nó cái maximum quay của nó là 1080 60 frame. Nếu như mà đây là lần đầu tiên bạn mua một cái camera chuyên nghiệp á thì Jason nghĩ là cái Sony A6000 nó khá là tốt, khá là ổn cho một beginner, cho một người mới bắt đầu như bạn. Khi nào bạn quay ổn rồi, cái skill, cái kỹ năng của bạn tốt hơn rồi thì lúc đó hãy đầu tư cho những chiếc máy tốt hơn. Bạn khôn lường có comment là anh không để vào tủ chống ẩm mà anh vẫn bảo quản máy tốt anh nhỉ. Thì Jason muốn chia sẻ với bạn luôn là cái studio nhỏ của Jason nó lúc nào nó cũng sạch sẽ hết, lúc nào nó cũng không có bụi. Mỗi ngày Jason đều hút bụi cho cả cái phòng. Cái máy của Jason ngày nào Jason cũng phải bóc cái camera để mà làm việc, phải chụp ảnh với nó, phải quay video với nó. Thì cứ cất ra cất vô ở trong cái tủ chống ẩm nó quá là tốn thời gian, quá là phí. Cho nên đối với bản thân của Jason, Jason biết cách để mà bảo quản nó. Còn nếu như mà các bạn muốn xem cái cách mà Jason bảo quản những cái camera, những cái lens của Jason như thế nào, hãy comment ở phía dưới hay bình luận ở phía dưới. Jason sẽ làm một cái video khác để mà chia sẻ với bạn cái cách mà Jason clean up hay là bảo quản những cái camera, những cái lens của Jason. Bạn Trương Phạm có comment là mong sẽ có đợt anh về Việt Nam và làm một cái off fan, một buổi talk chia sẻ bla bla bla, mọi người sẽ ủng hộ anh. Chắc chắn rồi, nếu như mà Jason có về Việt Nam, chắc chắn Jason sẽ làm những cái buổi meeting để gặp gỡ với các bạn, những bạn fan, những bạn subscriber của Jason hết, có thể trò chuyện, uống trà sữa, uống cà phê gì cũng được hết. Jason sẽ chia sẻ những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm của Jason trong cuộc sống lẫn công việc. Và Jason muốn biết là ở trong số lượng subscriber của Jason có bao nhiêu bạn ở Bình Dương. Khi mà về Việt Nam thì Jason ở tại Bình Dương, ở Thủ Dầu Một. Cho nên có bao nhiêu bạn ở Bình Dương, ở Thủ Dầu Một á thì hãy bình luận ở phía dưới, điểm danh xem nào. Ngoài ra chắc chắn Jason sẽ làm những cái meeting ở Sài Gòn, ở những cái tỉnh khác, những cái thành phố khác. Cũng có một vài bạn sau khi mà các bạn xem cái video về cái setup bàn làm việc của Jason á thì các bạn có comment là xoay ngựa cái MacBook của Jason xuống để cho cái fan nó quay lên trên, cái quạt của cái MacBook nó quay lên trên thì cái tản nhiệt của cái MacBook nó sẽ giảm đi. Thì Jason muốn chia sẻ thật với các bạn luôn là cứ mỗi khi mà Jason cắm nó kết nối vào cái màn hình của Jason á, lúc nào Jason cũng chống ngược cái MacBook xuống hết để cho cái quạt nó quay lên trên. Nhưng vì tính thẩm mỹ của một cái video thì Jason đã cố ý quay ngược nó xuống dưới để chúng ta có thể thấy được cái hình trái táo đúng cái hướng của nó. Chứ nếu như mà Jason quay lên trên thì các bạn sẽ complain là cái MacBook của anh để ngược hướng được kìa, tại sao trái táo nó lại chỉ đầu xuống. Ok, cuộc shopping vẫn chưa dừng lại. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua một cái tiệm khác nữa. Express. Đây là cái xe lửa dành cho mấy đứa nhỏ, mấy đứa con nít. Và bây giờ chúng ta đang ở một cái mall khác. Yeah, Endless Shopping. Bởi vì ngày hôm nay chỉ là cái ngày duy nhất mà cả gia đình sẽ đi shopping cùng nhau, cho nên sẽ đi bấy sấy hết tất cả những cái mall ở xung quanh nhà. Cái mall này có tên là The Parks Mall at Arlington. Không biết là có bạn subscriber nào ở khu vực Arlington hay là Grand Prairie gần nhà Jason không? Hello officer. Nếu như mà các bạn thấy cái vlog ngày hôm nay nó khác biệt là Jason sorry các bạn, là bởi vì thường các bạn chỉ thấy những cái vlog shopping này là từ những bạn vlogger nữ thôi. Nhưng mà nhớ ngày hôm nay đó là một cái activity, ngày vui chơi của cả gia đình Jason. Jason chỉ muốn quay video lại, quay vlog lại để chia sẻ với các bạn. Thứ nhất, thứ hai là để lưu giữ lại những cái kỷ niệm của mình với gia đình. Đây là gương mặt của Jason khi mà thiếu cà phê. Bây giờ chúng ta so đồ cà phê. Can I have a triple espresso? Ice and a venti cup. Yes, ma'am. I got Jason? Yes. Thank you. I got you. Thank you. Okay. Ngủ hả? Nãy giờ mày ngủ hả? Ồ. Dạ. Là tới đùi luôn. Nhiệm vụ của mấy đứa con trai đi shopping chỉ là vô đây ngồi thôi, hoặc là đi xách đồ. Ben
có mang Ultra Boost không? Không, chân men kiểu nó vậy, chân bự. 150. Oh. Yes. Ok, thì cuối cùng chúng ta cũng đã về tới nhà. Và để wrap up nguyên một cái ngày lễ thì cái tiết mục cuối cùng chúng ta vẫn là cái tiết mục ăn. Dạ vâng, ngay bây giờ anh hai của Jason đang nướng mấy miếng thịt bò và cả gia đình sẽ cùng ăn. Xong rồi Jason sẽ quay về nhà để mà edit cái video này, cái vlog này để mà upload và các bạn có thể kịp xem vào sáng mai. Dạ, hy vọng là vậy. Thì Jason muốn nhắc lại một lần nữa là tất cả những bạn nào may mắn được chọn trong cái cuộc giveaway trong video lần trước của Jason á, thì hãy kiểm tra comment của bạn, đọc comment của bạn, bởi vì Jason sẽ trả lời những cái comment đó. Những bạn nào được chọn Jason sẽ trả lời, và các bạn hãy làm theo những cái bước mà Jason đã nói trong cái phần comment mà Jason trả lời cho các bạn á. Lên Instagram inbox DM cho Jason tên, số điện thoại, cái size áo mà các bạn muốn mặc, và tất nhiên là địa chỉ nữa để các bạn của Iron Fever có thể gửi hàng cho các bạn. Jason biết là cái vlog ngày hôm nay nó hơi khác biệt một chút xíu, bởi vì bình thường những người đi shopping, những vlogger mà làm video về shopping, đi mall, mua quần áo, mua này mua nọ, thường là những bạn nữ, những bạn fashion vlogger, không phải là style của Jason. Nhưng mà anyway, cảm ơn các bạn một lần nữa vì đã theo dõi video này. Nếu cảm thấy hay thì ấn like bên dưới, không hay cứ thoải mái dislike và subscribe đăng ký kênh nếu như mà các bạn muốn xem những cái video tiếp theo trên kênh YouTube của Jason. Và Jason sẽ gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Peace.